Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Và như tiêu đề thì mọi người cũng đã nhìn thấy là bộ son ngày hôm nay mình sẽ swatch có tên là Châu Châu. Và bộ son này có tới 7 màu lận. Thì đây chính là thỏi son Châu Châu ngày hôm nay mình sẽ swatch cho mọi người xem nè. Thỏi son này thật sự rất là đẹp đúng không mọi người? Cầm rất là chắc tay và cái màu sắc của cái bộ son này cũng rất là đẹp. Cho nên nếu như mọi người cũng tò mò muốn biết cái màu sắc của bộ son này như thế nào thì hãy xem tiếp video này nha. Đây chính là bộ son Châu Châu Premium Matte 14K Gold Edition với thiết kế vỏ đựng son nhám lì màu xanh đen than, không bám dấu vân tay, tạo nên cảm giác chỉnh chu giống như vỏ đựng một món phụ kiện giá trị đắt giá vậy á. Ở phần đáy vỏ son có dán tinh son cùng với màu sắc bên trong luôn nên rất là dễ phân biệt. Thiết kế thân son có mạ vàng 14K với logo Châu Châu trên thân son siêu tỉ mỉ luôn. Màu đen ánh xanh than tôn lên ánh vàng của logo, vừa sang trọng mang hình dáng son 2M nhưng giá lại rất là bình dân, phù hợp với cả học sinh sinh viên luôn. Thỏi son bên trong cũng màu vàng gold nên rất là đẹp và đầu lõi son cũng mịn lì nhìn siêu đã mắt luôn á. Son khi cầm vô cùng chắc và nặng tay, đặc biệt thao tác bật nắp son rất là khác biệt, dẫn đầu trong phân khúc son bình dân luôn. Riêng về phần thiết kế thì mình cho hẳn 10 điểm luôn vì quá xịn đó mọi người. Màu đầu tiên 01 Retro Orange chính là tông cam cháy ánh đỏ. Với kiểu đánh lồng môi thì son lên một lớp trên môi hiện rõ sắc cam cháy, không quá kén da và men răng, ấn tượng ngay cả khi không có make up. Mình thấy màu này khá là phù hợp với các hoạt động ngoài trời, sử dụng để đi học hoặc là đi làm nơi công sở đều rất là ok. Khi đánh phô môi thì sắc đỏ sẽ hiện lên nhiều hơn. Chất son này lên môi mình thấy khá là mịn mượt, để lại lớp dưỡng mỏng, dễ chịu và không hiện rãnh môi, tạo lớp finish semi matte khá là mềm và cực kỳ nhẹ môi. Màu son cam cháy phá ánh đỏ này siêu dễ dùng, chỉ cần một lớp son mỏng là đã có thể giúp bạn rạng rỡ và đủ tự tin ngay cả khi không trang điểm rồi. Thoạt đầu khi mới thoa son lên môi thì mùi hương kẹo trái cây ngọt dịu như kiểu mùi đào á, nhẹ mà không có gắt. Sau 2 phút mùi hương sẽ bay đi thôi nên làm bạn không có khó chịu khi dùng son đâu, yên tâm nha. Tiếp theo màu 02 Nude Vintage là một màu cam đất nude. Khi đánh lồng môi thì lớp son đầu tiên sẽ để lại một màu cam nude ánh đất, không gây bật da. Màu nude này mình thấy khá là xinh và hiện đại, rất là thích hợp với phong cách dịu dàng nữ tính. Hiệu ứng lì trên môi sẽ tạo độ trendy và hiện đại cho màu son hơn. Khi mọi người đánh phun môi thì lớp dưỡng của son sẽ lên rõ hơn nhưng mà không có gây bóng xíu nào đâu, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Màu son lúc này sẽ hiện rõ chất đất trên màu kem nude ban đầu hơn, tạo một nét nude kiểu như thân thiện với tông da người châu Á, kể cả tông da ngăm luôn. Mình thấy màu này khá là xinh và dễ dùng, bạn có thể make up nhẹ với nền và một xíu má hồng thôi là đủ xinh rồi đó. Bạn nào mà thích kiểu phong cách nhẹ nhàng, đáng yêu, sương sương thì có thể tham khảo qua màu này thử ha. Chuyển sang màu 03 Autumn Rose là một tông cam đất. Khi đánh lồng môi thì đây là một sắc cam pha chút xíu đất. Chất son không hề bị bột như các dòng son khác hay mắc phải trong các màu son tương tự. Mình thật sự rất là bất ngờ vì son lên môi rất mướt, ẩm và nhẹ môi, cảm giác rất là dễ chịu. Khi mà đánh phun môi thì sắc cam sẽ lên rõ hơn, pha chút đỏ mà chỉ xíu xíu thôi. Mình thấy màu này dù cho make up kiểu Tây hoặc là kiểu Hàn đều rất là phù hợp, làm cho khuôn mặt mình tươi tắn rạng rỡ hơn hẳn luôn á mọi người. Con 04 Mellow Brick tiếp theo đây chính là màu đỏ đất siêu trendy và đảm bảo sẽ xinh trên mọi tông da luôn. Khi đánh kiểu lồng môi thì màu son sẽ là một tông đỏ pha đất nhẹ, tôn da và trắng răng vô cùng luôn á. Nếu chỉ đánh kiểu lồng môi thì màu son này sẽ giúp bạn thêm phần nữ tính, thời thượng và trẻ trung hơn, thích hợp cả đi học và khi đi làm luôn.
Còn với kiểu đánh phun môi thì tông nâu sẽ hiện rõ hơn, khiến cho màu son này trầm xuống một chút. Vì vậy màu son sẽ trở nên vô cùng cá tính và cool ngầu. Nói tới đây thì mọi người cũng có thể hình dung được đây là màu son sẽ phù hợp với đa phong cách luôn, xứng đáng với tên gọi màu son quốc dân cho mùa lễ hội năm nay đó. Không năm Sand Woody là một tông kem đỏ đất khá giống với 04 hồi nãy vì đều có base đỏ và ánh đất. Nhưng mà khi nhìn rõ thì màu số 05 này sẽ ánh sắc kem nhẹ hơn một chút, thiên hướng màu son gạch hơn, cho nên là màu số 05 này cũng rất là dễ dùng, không kém makeup và tông da hay là men răng. Khi mọi người đánh phun môi thì màu son sẽ hơi hướng sắc cam rõ hơn một chút. Lúc này màu son trở nên cực kỳ thu hút và ấn tượng. Khi bạn không trang điểm thì màu son sẽ giúp bạn trở nên rạng rỡ hơn. Còn nếu mà có makeup đi kèm á thì màu son sẽ giúp bạn thời thượng và sang chảnh rõ ràng luôn á. Vì đây là chất son lì nên hiệu ứng trên môi rất là mịn và đẹp. Khi ăn uống thì sẽ không bị dây ra quá nhiều và có thể bám được 6 tiếng nếu không ăn. Còn khi ăn thì sẽ trôi sạch sẽ đó nha. Mọi người nên mang son theo bên mình, vừa làm phụ kiện cho nó đẹp mắt mà còn lại có thể dặm son lại sau khi ăn nữa đó. Son hiện đang được bán với giá khoảng 300.000 và mình thấy đây là một mức giá rất là hợp lý so với chất lượng của son rồi đó. Tiếp theo, màu 06 Rose Brown là một tông hồng đất. Khi đánh lòng môi thì đây là một màu hồng ánh đất nhẹ nhàng với lớp son mỏng đầu tiên, rất là thích hợp với các quý cô văn phòng mà chỉ muốn dùng một màu son không quá nổi bật nhưng mà vẫn xinh và đáng yêu. Nếu mà mọi người đánh phun môi thì màu hồng đất sẽ hiện rõ hơn, tông đất sẽ trầm đậm và thu hút hơn. Màu son này nếu kết hợp kiểu trang điểm nhẹ nhàng thì sẽ tạo nên nét nữ tính và tinh tế, cực kỳ phù hợp với các bạn nữ ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng luôn á. Chất son của em này rất là mượt, lên màu chuẩn, đều và đẹp, lại không gây khô môi. Rất là nhẹ môi nên các bạn có môi hơi khô thì cũng không cần lo lắng vì son sẽ không có khiến cho môi bạn bị nứt nẻ đâu, dù cho có để son trên môi cả ngày dài. Cuối cùng, màu 07 Red Plum là một tông đỏ mận lạnh khá lạ mắt và phù hợp cho mùa lễ hội năm nay. Khi đánh kiểu lòng môi thì son sẽ lên base hồng khá là rõ nhưng mà có chút đỏ. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ nhưng mà bạn vẫn sẽ nổi bật khi dùng màu son này đó. Còn khi đánh phun môi thì màu đỏ hồng rực rỡ sẽ là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc cho mùa lễ hội năm nay. Dù bạn có đến các buổi tiệc xa hoa hay là đi chơi với bạn bè thì màu son này mình tin là sẽ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Yay, vậy là mình đã swatch xong cái bộ son JoJo lần này cho mọi người xem rồi. Không biết mọi người thấy bộ son này như thế nào ha. Cá nhân mình là mình thích nhất màu số 4 và mình nghĩ là màu đó cũng sẽ hợp với mọi tông da luôn, cho nên là mọi người cũng có thể tham khảo ha. Không biết mọi người thấy sao nhưng mà cá nhân mình thì thấy cái thiết kế của cái son này là đặc biệt, rất là sang trọng luôn á. Kiểu như là cái nền của nó là màu xanh dương đậm nhưng mà nó có cái mạ vàng, cái tên hãng ở đây này nhìn nó sang, mà cái thỏi son cầm cũng rất là chắc tay. Giống như là cái nắp này nè, nhấn một phát là nó bung cái son ra. Thiết kế này rất là thông minh luôn á, và mình cảm thấy đối với cái giá drugstore trong tất cả những cái dòng son giá bình dân mà mình từng sở hữu thì đây là một cái loại thiết kế rất là sang trọng. Mình nghĩ đây sẽ là một cái món phụ kiện rất là phù hợp cho cái mùa lễ hội năm nay khi mà mọi người rút cái son ra. Trời ơi, nó sang dã man luôn á. Và không những cái thiết kế nó đẹp mà mình cảm thấy chất son thực sự rất là xịn. Mọi người có biết son YSL không? Thì cái chất son này nè làm mình liên tưởng ngay tới cái chất son đó. Nó có chất lượng giống như là những cái thỏi son mắc tiền nhá, nhưng mà cái thỏi son này giá không có mắc một chút xíu nào luôn á mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video lần này của mình, và mình mong là mọi người đã thích video này. Nếu như thích thì đừng quên cho mình một like cũng như là subscribe channel của mình ở bên dưới này để có thể đón xem thêm nhiều video mới của mình hơn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye. À đúng rồi, màu son trên môi mình hiện tại cũng là màu số 4 luôn đó, dành cho bạn nào đang thắc mắc. Còn bây giờ thì bye bye nha, bye bye.